Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. 1.000 xe Toyota chuẩn bị được nhập khẩu về Việt Nam. Toyota Vios và Hyundai Accent, nên mua xe nào? Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. 1.000 xe Toyota chuẩn bị được nhập khẩu về Việt Nam với thuế 0%. Sau Honda, Volkswagen, Toyota là hãng ô tô tiếp theo được phép nhập khẩu ô tô về Việt Nam với thuế nhập khẩu giảm xuống 0%. Tuy nhiên, số lượng xe đợt đầu chỉ về khoảng 1.000 chiếc do các lô hàng trước đã có sự thay đổi và chuyển sang thị trường khác. Mặc dù vậy, các lô xe sau của Toyota đã ổn định hơn với số lượng sẽ là nhiều hơn. Dự kiến, lô xe 1.000 chiếc đầu tiên của Toyota Việt Nam trong năm 2018 sẽ được nhập về nước trong tháng tới, bên cạnh các mẫu xe nhập khẩu đã quen thuộc như Hilux, Yaris, Fortuner. Nhiều khả năng Toyota sẽ đem về các mẫu xe mới giá siêu rẻ là Toyota Wigo. Mẫu xe giá rẻ của Toyota đã được giới thiệu tại triển lãm Việt Nam Motor Show năm 2017 vào tháng 8 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giá dự kiến của hai mẫu xe này nằm ở ngưỡng 300 đến 400 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản. Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, các đại lý Toyota tại Hà Nội đã bắt đầu cho đặt cọc trở lại, dự kiến giao xe trong cuối quý 2 năm 2018 hoặc vào đầu quý 3. Giá dự kiến của các mẫu xe Toyota nhập khẩu cũng chưa có thông tin cụ thể các đại lý nhận cọc dựa trên giá xe cũ của các mẫu xe này. Theo quy định trong Nghị định 116 và Thông tư 03 rõ ràng đã gây ảnh hưởng lớn tới doanh số bán hàng của các doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam, nhiều mẫu xe hot gần như sạch bóng khỏi thị trường. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp ô tô vẫn tích cực hoàn thành những yêu cầu của Nghị định 116 để nhanh chóng nhập khẩu ô tô về nước. Đối với Toyota, việc không thể nhập khẩu đã ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của hãng. Theo đó, tổng doanh số bán xe của Toyota trong tháng 2 đầu năm 2018 đạt 7.966 chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng trong tháng 2 năm 2018, tổng doanh số bán hàng của Toyota đạt 2.865 chiếc, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, một trong những mẫu xe dẫn đầu thị phần của Toyota là dòng SUV Fortuner gần như biến mất khỏi thị trường, khiến giá xe đã qua sử dụng của Toyota Fortuner còn cao hơn cả giá đề xuất bán xe mới của hãng. Mặc dù vậy, tình hình này sẽ được giải quyết trong thời gian tới nhờ được phép nhập khẩu trở lại. Toyota Vios và Hyundai Accent, nên mua xe nào? Hyundai Accent 2018 sắp ra mắt, có hơn Toyota Vios. Hyundai Accent thế hệ mới sắp ra mắt sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios cả ở khía cạnh sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Hyundai Accent đã rời khỏi sân chơi sedan hạng B tại Việt Nam khi Hyundai thành công ngừng nhập khẩu xe vào đầu năm 2018. Theo kế hoạch, thế hệ mới của xe Accent sẽ được ra mắt vào ngày 16 tháng 4 tới đây dưới dạng lắp ráp trong nước, giá hứa hẹn sẽ cạnh tranh hơn. Đối thủ có sức cạnh tranh lớn nhất với Hyundai Accent là Toyota Vios, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Vậy Hyundai Accent 2018 có gì để cạnh tranh được với đối thủ Nhật Bản trong cuộc chơi mà Vios đang dẫn đầu về doanh số? Về ngoại thất, Hyundai Accent 2018 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.385, 1.729 và 1.450mm, chiều dài cơ sở 2.580mm, hệ thống đèn chiếu sáng chính halogen đi kèm đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED, vành xe 17 in ở bản cao cấp nhất và 15 in cho các bản còn lại. Trong khi đó, Toyota Vios có kích thước chiều dài tổng thể là 4.410, 1.700 và 1.476mm, chiều dài cơ sở 2.550. Đèn chiếu sáng chính halogen, vành xe lớn nhất là 17 inch cả cho bản thể thao TRD. Về trang bị nội thất, ở bản cao cấp, xe Accent thế hệ mới có ghế ngồi bọc da, vô lăng tích hợp nhiều chức năng để nổ bằng nút bấm và điều hòa tự động. Hệ thống đa thông tin đến từ màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp GPS, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth và âm thanh 6 loa, cảm biến gạt mưa tự động. Toyota Vios có ghế da, điều hòa tự động, nhưng các trang bị còn lại đều kém hơn. Vô lăng tích hợp nút chỉnh âm thanh, xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ để đề nổ. Hệ thống giải trí có CD, một đĩa, hỗ trợ USB, Bluetooth kèm âm thanh 6 loa. Động cơ
Động cơ Hyundai Accent sử dụng loại động cơ dung tích 1.4L, công suất 100 mã lực và mô men xoắn 132 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc là số tự động 6 cấp. Toyota Vios cũng được trang bị động cơ dung tích 1.5 lít, công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc là tự động vô cấp. Về công nghệ an toàn, tính năng an toàn là điểm mạnh của Hyundai Accent 2018, không chỉ so với Toyota Vios mà còn với các đối thủ khác như Mazda 2 hay Nissan Sunny. Trang bị an toàn trên bản cao cấp có hỗ trợ phanh ABS, EBD và BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát hành trình chủ động, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Công nghệ an toàn trên Toyota Vios ít hơn với chỉ hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD và BA và 2 túi khí. Giá bán. Cạnh tranh trong cả mảng dịch vụ xe, chở khách và taxi, giá thấp luôn là một phần chính trong các yếu tố thu hút khách hàng. Đại lý cho biết giá tạm tính của xe Hyundai Accent từ khoảng 410 triệu đồng, cam kết giá niêm yết chính thức sẽ dưới 500 triệu đồng, trong khi đó Toyota Vios có giá khởi điểm từ 513 triệu đồng. Lý giải sự thành công của Mazda CX-5 tại Việt Nam. Mazda CX-5 vẫn đang giữ ngôi vị hàng đầu phân khúc về doanh số, công nghệ. Nhiều công nghệ an toàn, tiện nghi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt giúp mẫu crossover này được nhiều người tiêu dùng trong nước tín nhiệm. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Mazda CX-5 lần đầu vươn lên vị trí dẫn đầu doanh số trong phân khúc từ năm 2014 với 2.931 xe bán ra trong 3 năm. Từ năm 2015 đến năm 2017, mẫu crossover của Mazda tiếp tục duy trì vị thế, lập kỷ lục 9.017 xe trong năm 2017. Riêng quý 1 năm 2018, Thaco bán được 3.372 xe Mazda CX-5, nâng doanh số cộng dồn từ khi ra mắt cho đến nay đã cán mốc 30.000 chiếc. Tiết kiệm nhiên liệu. Khi một chiếc ô tô vẫn là tài sản rất lớn đối với người dân Việt Nam, yếu tố tiết kiệm nhiên liệu cũng luôn được quan tâm hàng đầu. Công nghệ SkyActiv của Mazda đã góp phần thực hiện được điều đó. CX-5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên kết hợp phun xăng điện tử trực tiếp, áp suất cao, giúp tăng công suất 15%, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu 15%. Công nghệ iStop tự động ngắt động cơ cũng góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, khí thải và tăng độ bền cho máy. Nội thất rộng rãi. Khoang cabin của Mazda CX-5 cung cấp đủ không gian cho 5 người ngồi. Xe có kích thước tổng thể chiều dài rộng cao là 4.550, 1.840 và 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.700mm, lớn nhất phân khúc. Khoang hành lý cũng được bảo đảm kích thước để chở đồ cho những chuyến đi xa. Tuy nhiên, nhiều đối thủ của Mazda CX-5 hiện nay đã có cấu hình 7 chỗ ngồi như Honda CR-V, Nissan X-Trail hay cả Mitsubishi Outlander. Hai chỗ ngồi ở hàng ghế thứ ba tuy không quá tiện lợi nhưng cũng là cách chữa cháy cần thiết cho những chuyến đi phát sinh có thêm nhiều hơn 5 người, điều mà Mazda CX-5 chưa thể có được. Nhiều tiện nghi. Mazda CX-5 được trang bị đèn chiếu sáng LED, vành 19 inch và cốp mở điện. Bên trong, hệ thống giải trí đa thông tin đến từ màn hình 7 inch, cụm núm xoay điều khiển Mazda Connect, âm thanh Bose 10 loa cao cấp, phanh đỗ điện tử, đề nổ nút bấm, ghế chỉnh điện và có nhớ vị trí. Nếu được nhập khẩu giống với phiên bản ở Thái Lan, Honda CR-V sẽ vượt trội lên phân khúc nhờ tính năng mổ cốp bằng đá chân. Đáng tiếc, liên doanh Nhật Bản lại bỏ đi trang bị này. Trong khi đó, Nissan X-Trail sở hữu cửa sổ trời duy nhất trên phân khúc. Công nghệ an toàn. Không thể phủ nhận Mazda CX-5 đang nắm giữ nhiều công nghệ an toàn chủ động nhất nhờ gói iActive Sense, từ cảnh báo điểm mù, cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường đến cảnh báo phương tiện cắt ngang. Các tính năng nổi trội khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước, sau và camera lùi. Với những trang bị này, Mazda CX-5 hoàn toàn có thể cạnh tranh được với Nissan X-Trail, đang sở hữu nhiều công nghệ bậc nhất ở phân khúc. Tuy vậy, doanh số của X-Trail lại chưa thể khởi sắc bằng đối thủ đồng hương. Gói tiện ích G-Vectoring Control. G-Vectoring Control là công nghệ Mazda áp dụng cho các mẫu xe mới, giúp việc vận hành ổn định hơn. Nguyên lý hoạt động là G-Vectoring Control dựa trên các tác động của người vào vô lăng như góc đánh lái, tốc độ đánh lái, từ đó điều chỉnh mô men xoắn đầu ra của động cơ chủ động. Việc điều khiển chiếc xe nhịp nhàng và chính xác hơn, sự thay đổi gia tốc diễn ra không quá đột ngột, nâng cao sự thăng bằng và ổn định của người ngồi.
công nghệ GVX Wind Control thậm chí hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện mặt đường trơn trượt, ít độ bám như lúc trời mưa hay bề mặt đường xấu, lốp xe luôn bám đường trong nhiều tình huống. Đa dạng phiên bản. Taco phân phối 3 phiên bản Mazda CX-5 gồm có 2.0, 2VD, xe loại 1 cầu, 2.5 2VD, 1 cầu và 2.5 AVD, 2 cầu. Sự phân bố các tính năng trên các phiên bản đồng đều với sự chênh lệch trong giá bán. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.